biết bây giờ anh ta đang toan tính cái gì nữa. Nhưng mà em yên tâm đi, sự thật sẽ sớm được phơi bày thôi. Mọi chuyện thành ra như bây giờ làm anh thấy thương bà nội quá. Phải chi lúc trước anh nghe lời bà nội là được rồi. Cũng không trách anh được, chỉ tại anh ta quá giỏi che đậy thôi. Với lại lúc đó chị Hảo còn âm thầm giúp đỡ anh ta nữa. Em biết chị Hảo đối với anh như người thân, nhưng mà anh cũng nên cảnh giác với chị. Dù gì thì anh Khôi cũng đã chịu kiểm tra ADN rồi. Thôi anh cứ yên tâm đi. Anh biết là bây giờ không thể tin tưởng ai được hết, nhưng mà cũng may là còn có em. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì lúc đó đã không tin tưởng anh. Chắc là anh buồn và cô đơn lắm hả? Mọi chuyện đã qua rồi. Còn ngay bây giờ em đang ở bên cạnh anh mà. Nếu em hứa từ nay trở đi không buông tay anh ra nữa là được rồi. Tía tía, vậy là sao cơn mưa trời lại sáng hả tía? Đó, mọi chuyện bữa giờ gút mắt, con thấy tía lo lắng quá. Bữa nay mọi chuyện rõ ràng, tía vui lên đi tía. Tía chỉ mong gia đình mình vui vẻ đầm ấm là tía vui rồi. Dạ, con chào ông, con chào bà. Chào chú, chào Út. Chào con. Tía, vậy giờ tía tuyên bố lý do đi. Mình đợi Quang á, dẫn vợ chồng anh Dũng về rồi Quân về cái mình mở tiệc luôn. Có tuyên bố lý do vậy đâu. Chuyện là anh ta không có máu mủ gì với gia đình mình hết. Nói gì vậy? Kết quả ông nội nhận được là kết quả giả. Đây mới là kết quả thật. Trần Văn Mạo, Trần Minh Khôi không có quyết có thống. Ủa là sao? Sao bữa kết quả của má là có liên quan mà? Tất nhiên rồi. Tại vì anh ta đã mua chuộc nhân viên trong phòng xét nghiệm để đánh cháo kết quả. Cho nên kết quả này mới là kết quả thật. Quân à, em ghét anh tới như vậy sao? Bây giờ lại học cách của bà nội để vu khống cho anh hả? Con xin lỗi ông nội, con không có ý nói xấu đâu. Nhưng mà ông nội cũng biết, trước đây bà nội đã từng làm vậy với ba con. Cho nên bây giờ... Nè, cậu đừng có mạnh miệng nha. Lần này tôi không có làm gì hết. Tôi không cần phải làm gì hết. Bởi vì cậu không phải là con ruột thằng Dũng, không phải là cháu của ông Mào. Kết quả rành rành ra đó rồi. Ông nội, ông nội nói gì đi ông nội. Kết quả này là giả. Con là cháu ruột của ông nội mà. Ông nội nói đi. Vậy anh giải thích giùm tôi đi. Anh gặp riêng nhân viên xét nghiệm để làm cái gì? Thì ra bà ta đã có sự chuẩn bị. Nè, cậu nghĩ là tôi tin tưởng cậu hay sao? Rõ ràng không phải là con ruột của thằng Dũng, vậy mà vẫn mạnh miệng đòi đi xét nghiệm. Cho nên tôi đã kêu thằng Quân theo dõi cậu, xem là cậu có âm mưu gì. Tôi đã chuyển khoản rồi đó, kiểm tra đi. Tráo mẫu này với mẫu của tôi là được. Quả thật là tôi đoán không sai. Cậu đã tiếp cận nhân viên để mua chuộc cậu ta. Mọi người đã hiểu lầm con rồi. Người trong hình này là bạn học cũ của con. Tình cờ gặp lại, con nói chuyện với ảnh là chuyện bình thường thôi mà. Vậy sao?
là bạn học cũ hả? Vậy sao lúc gặp cùng với mọi người không thấy cậu có biểu hiện gì là đã từng quen biết nhau vậy? Lúc đó con không nhận ra, khi về con mới nhớ. Nè, anh đừng có ngụy biện nữa, anh là đồ xảo trá. Ông nội à, anh ta không có huyết thống gì với mình hết, con không đồng ý để anh ta bước chân vô nhà mình đâu. Khôi, ông muốn nghe chính miệng con nói con có làm giả giấy xét nghiệm hay không? Không, con không có làm. Vậy là được rồi. Chi, ra mời người đó vô đây. Dạ.